Thưa quý vị, liên quan thông tin người thân sản phụ 32 tuổi ngụ huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp phản ánh các y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10 tắc trách dẫn đến sản phụ tử vong, Bộ Y tế mới đây đã có chỉ đạo với Sở Y tế Đồng Tháp yêu cầu làm rõ vụ việc. Phóng viên Báo Thanh Niên cũng đã liên hệ với phía gia đình sản phụ, chồng sản phụ là anh Trần Lê Anh Dũng 32 tuổi ngụ thị trấn Mỹ An huyện Tháp 10 cho biết gia đình đã tổ chức xong lễ tang. Đồng thời chồng nạn nhân cũng đã làm đơn gửi lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và Sở Y tế yêu cầu làm rõ việc tắc trách của các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10. Theo anh Trần Lê Anh Dũng, khuya 16 tháng 3 năm 2024, thấy vợ có dấu hiệu chuyển dạ, nên anh đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 sinh con, thai kỳ 39 tuần. Khi nhập viện, anh Dũng nộp giấy khám thai, giấy xét nghiệm máu và các giấy tờ liên quan cho bệnh viện. Khoảng 9 giờ 35 phút ngày 17 tháng 3, chị này vào phòng sinh và khoảng 35 phút sau thì sinh thường được bé gái cân nặng hơn 3kg. Do chờ khá lâu chưa thấy vợ được đưa ra khỏi phòng sinh như hai lần sinh thường vào năm 2014 và năm 2017, anh Dũng hỏi bác sĩ thì biết vợ anh bị băng huyết, mất nhiều máu sau sinh, bệnh tình đang chuyển nặng, nhưng bệnh viện thiếu máu hiếm để cấp cứu cho vợ anh. Anh Trần Lê Anh Dũng cho biết thêm, thời điểm đó chị em ruột của vợ anh này có mặt ở bệnh viện. Nếu cần truyền máu thì có thể lấy máu của các chị ruột của vợ anh để truyền, nhưng phía bệnh viện cho biết không còn túi đựng máu nên không thể thực hiện được. Anh này khẳng định phía gia đình có liên hệ lên bệnh viện Từ Dũ ở thành phố Hồ Chí Minh thì phía bệnh viện thông tin là còn nhóm máu hiếm của sản phụ có thể chuyển lên để xử lý. Tuy nhiên, phía bệnh viện đa khoa khu vực Tháp 10 khi đó cho biết sức khỏe sản phụ rất yếu, chỉ chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp để cấp cứu. Khi chuyển lên bệnh viện tỉnh, đến sáng 18 tháng 3, phía bệnh viện thông báo vợ anh này không qua khỏi nên gia đình xin chuyển về nhà. Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với ông Đoàn Tấn Bửu, là giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp để làm rõ vụ việc. Theo ông Bửu, sau khi sự cố xảy ra, Sở Y tế đã yêu cầu hội đồng chuyên môn cùng cán bộ chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực sản, truyền máu huyết học và hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 họp đánh giá về trường hợp tai biến sản khoa của sản phụ. Ngày 21 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 có báo cáo kết luận của hội đồng chuyên môn gửi Sở Y tế về trường hợp tử vong của sản phụ là do băng huyết sau sinh, mất máu mức độ nặng, máu thuộc nhóm máu hiếm là máu rhesus âm. Theo kết luận, khi sản phụ diễn biến nặng, bệnh viện đã huy động toàn lực để cấp cứu và cử ekip bác sĩ, nữ hộ sinh có kinh nghiệm, hộ tống trên đường chuyển viện. Bệnh viện chủ động liên hệ với Trung tâm Truyền máu huyết học Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp để cung ứng máu, nhưng không có nhóm máu rhesus âm của sản phụ. Thế nhưng, ekip trực chưa giải thích cho sản phụ và gia đình trường hợp bệnh nhân có nhóm máu hiếm để hợp tác điều trị nên gây ra sự phản ánh. Ngoài ra, theo kết luận của báo cáo, bệnh của sản phụ diễn biến quá nhanh, lần đầu cấp cứu bệnh nhân nhóm máu hiếm nên ekip bệnh viện thiếu kinh nghiệm xử lý. Theo kết luận của hội đồng chuyên môn, bệnh viện nên khởi động hệ thống báo động đỏ cho toàn viện và ngoại viện khi có các trường hợp khó cần hỗ trợ khẩn cấp. Bệnh viện cần nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm những mặt hạn chế nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm trong xử lý cấp cứu các tai biến sản khoa, đặc biệt là sản phụ có nhóm máu hiếm. Liên quan đến vụ việc, ngày 22 tháng 3, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế Đồng Tháp yêu cầu xác minh và báo cáo về trường hợp sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông, gặp gỡ chia sẻ, động viên tới gia đình sản phụ. Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện cần xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Chiều 22 tháng 3, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp đã ký báo cáo gửi Bộ Y tế trên cơ sở kết luận của Hội đồng chuyên môn vụ việc. Ngoài các nội dung như đã thông tin, thì ông Đoàn Tấn Bửu, Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp cho biết sau khi sản phụ được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp 10 đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, phía bệnh viện đã tiếp nhận người bệnh, phối hợp điều trị hồi sức tích cực để cấp cứu như đặt nội khí quản, cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, hội chẩn liên khoa, tiến hành mổ cấp cứu. Sản phụ được phẫu thuật cắt tử cung toàn phần, truyền hồng cầu lắng trước và trong khi mổ. Sau mổ, sản phụ tiếp tục được hồi sức như thở máy, tiếp tục truyền hồng cầu lắng, huyết tương tươi đông lạnh, kế tủa lạnh, tiêm kháng sinh và cầm máu. Tuy nhiên, tình trạng sản phụ sau mổ không cải thiện, diễn tiến nặng dần. Người thân xin về nhà lúc 4 giờ 30 phút sáng 18 tháng 3. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về vụ việc trong các bản tin sau. Kính mời quý vị đón theo dõi.